Kính thưa quý vị, bà con thôn bác thân mến, đã trả lời Vlog Thắng Miền Tây. Hôm nay Thắng Miền Tây đã đến xã Prey Drop, Lai Hòa, Vĩnh Châu, thì thăm hoàn cảnh nhỏ do mẹ em ở Trung Quốc cũng điện về kêu Thắng Miền Tây đến đây để ghi hình, để coi cái hoàn cảnh em như thế nào để giúp đỡ. Thì ông nội bà nội cha mẹ rồi cũng không có luôn, mất hết à. Chỉ có còn người mẹ đi Trung Quốc thôi quý vị. Thì do hoàn cảnh khó khăn hay sao đó, thì ba đứa trẻ còn sống trong tại trong ngôi nhà này. Thì hôm nay Thắng cũng lại tới đây để tìm hiểu xem ba cháu sống như thế nào đó. Thì ba cháu thì nương tựa sống vào nhau thôi, có ba anh em thôi quý vị. Thì hôm nay Thắng Miền Tây tới đây để ghi hình, để xem coi hoàn cảnh ba cháu sống như thế nào. Ở đây là ấp Prey Drop, Lai Hòa, Vĩnh Châu. Thì hôm nay mình cũng lại ghi hình nào quý vị. Đó, do mẹ bé từ Trung Quốc điện về cho mình và kêu mình lại giúp đỡ cho bé. Thì hôm nay Thắng Miền Tây có mặt tại nơi đây. Con Tiêu, người ta gọi Tiêu, con đi học thì tên Sơn Tấn. Là họ tên đầy đủ của con là Sơn Tấn ha. Dạ. Rồi năm nay con nhiêu tuổi rồi hả Sơn Tấn? Nay con 17. Ở đây thì Sơn Tấn mới có 17 tuổi thôi cô chú anh chị. Rồi hiện tại thì con đang ở nhà là nuôi hai đứa em hả? Dạ, hai đứa nhỏ. Hai đứa em con thì con bé ở đây bao nhiêu tuổi? 11 tuổi. Bây giờ con ngồi trên giường đi để dễ trò chuyện ha. Bé lên giường luôn đó. Con gái lên giường ngồi đi con. Qua lên trên giường đó ngồi đi. Dạ, kính thưa cô chú anh chị, đây thì ba chị em sống nương tựa lẫn nhau. Mẹ thì đi lấy chồng ở bên Trung Quốc và cũng như bỏ lại các bé ở trong căn nhà. Bây giờ nó cũng khá là sụp sệ. Thì ở đây cho chú hỏi con, thì ở đây là con trai đây bao nhiêu tuổi rồi hả? 8 tuổi. Tên gì hả? Con cho cô chú Sơn chị. Quy. Sơn Quy hả? Dạ. Rồi hiện tại thì ba của con đi đâu rồi hả? Ba con mất lâu rồi. Mất hồi đó là con còn nhỏ lắm, con cũng chưa nhớ chuyện. Lúc đó là con cũng không biết luôn hả? Không nhớ biết lúc luôn. Đó mẹ nói, bà nói con bò thôi. Chỉ có bà nói là nói chung con biết bò thôi là cha con đã mất rồi. Còn hai bé đây là hai bé này là em sao? Mà cũng sao rồi, bây giờ cha bỏ đi luôn rồi. Mấy mẹ em qua kia tiền nuôi. Có nghĩa là bây giờ là mẹ của em á, là lúc trước á, nói chung là cùng hai em sau này không có phải là cùng cha đâu đúng không? Dạ. Là một mẹ khác cha. Một mẹ khác cha ha. Nhưng mà bây giờ đó thì bé cũng đi bỏ và cha của em thì cũng đã mất. Bây giờ rồi chỉ còn mẹ. Mẹ hiện tại là đi đâu rồi ha? Qua Trung Quốc. Mẹ đi Trung Quốc lâu chưa? 5 năm rồi, gần 5 năm rồi. Lúc đó là mẹ đi làm hay là như thế nào? Em có thể chia sẻ rõ để cô chú anh chị biết không? Đó thì em học lúc 5 rồi đi, có làm một thời gian rồi thấy chồng nói có tiền cho em học. Và như thế nào hả? Dạ là đi làm rồi có chồng. Đi làm ở bên Trung Quốc đó hả? Dạ. Rồi sau đó là có chồng. Rồi hiện tại thì cũng như là mẹ có liên lạc với các em không? Liên lạc mỗi ngày. Cũng có liên lạc ha. Dạ. Thì cũng rất là tốt cô chú anh chị. Mẹ đi đi. Đây là cái ngôi nhà của ba bé đây, thì sống nương tựa lẫn nhau nhờ bé mà Tỷ Mập đó thì làm hồ để nuôi hai đứa em thôi quý vị. Đó thì thành ra cũng mẹ cũng ở sống vì hoàn cảnh nên mẹ cũng có chồng Trung Quốc và đi kiếm cũng gửi về hàng tháng cho ba bé để sống, mà gửi một phần nào đó thôi, thì không có thể nào mà đủ cái chi phí để nuôi ba bé, nên ba bé cũng không có đi học hành gì hết quý vị. Đó thì điện cho Thắng Miền Tây lại tới đây để xem coi cái hoàn cảnh ba bé như thế nào. Đây thì lời tới thì không cầm được nước mắt quý vị, đứt cuộc luôn đây. Đó,
không có gì hết, thì hàng tháng mẹ cũng có gửi về 2-3 triệu gì đó để cho sống, nhưng mà không có chi phí tới quá ít, không có đủ không vậy đó. Mẹ cũng có chồng Trung Quốc luôn đó, vì cái hoàn cảnh khó khăn quá nên phải bỏ ra đi mần tại Trung Quốc, và có chồng bên Trung Quốc cũng gửi về hàng tháng cho ba bé đó, ba bé cũng đang sống nương tựa lẫn nhau không vậy. Đồ đạc thì cũng không có ai mà dọn dẹp gì hết trơn, tùm lum tùm la hết luôn nè quý vị. Đó, thấy đứt cuộc không? Đây. Bởi vì không có ai mà như không có đàn bà ở trong nhà đâu quý vị, thì rất bề bộn luôn. Ba bé cũng tuổi ăn tuổi học rồi mà cũng không có được đi học quý vị. Tới xin ca miếu ông ta. Ừ. Bây giờ là thắng bên Vết. Anh Vết ha. Yeah. À, thì nhà của mình có gần đây không anh Vết? Nhà gần chùa Xin Cán, chùa trà chợ ông ta. À, rồi cũng như anh nói chung có thường xuyên qua đây thăm các cháu không? Ừ. Đêm nào cũng qua biển đi bắt ốc gửi xe trong nhà nó. À. Nó hoặc là con của Thiến, dạ, thằng Tiêu đó, dạ, bây giờ nó ở có ba người anh em nó, à, bà thì mất rồi, mất mấy năm rồi, dạ, 2-3 năm rồi, dạ, bây giờ thấy nó mập vậy đi làm hồ có ngày 250, dạ, đâu có đủ ăn đâu, dạ, làm ngày 2 ngày nó mệt nó nghỉ rồi, dạ, rồi cũng như anh hàng ngày cũng hay qua gửi xe và đi bắt ốc, anh cũng như là ở chỗ nơi mình đây là gần biển cho nên, dạ, cái công việc của mình là đi kiếm ốc, đi kiếm ốc. Ồ, là mình đi thả lưới hay là sao? Đi kiếm ốc, ốc dừa, dạ, ốc dừa, ốc cao, gạo đó. Dạ. Đi ngày nào cũng gần bữa ngày gầm á, dạ, đi. Mà dạ, tháng đi 3-4 lần. Ở đây thì anh có dẫn em Tiêu đi đi cùng bác không? Hồi lúc trước nó còn hơi ốm đi được, bây giờ nó mập ở đây không nổi, đi bên kia là sình không à. Đi không nổi rồi, người ốm mới đi được. Cũng như là sình quá đi không nổi. Sình quá không đi không được rồi. Dạ. Rồi ở đây thì hoàn cảnh của em Tiêu đó thì theo anh thấy là cũng như từ lúc mẹ mà đi lấy chồng ở bên Trung Quốc là ở đây bỏ các bé ở nhà hả? Dạ, bỏ các bé ở nhà. Là lúc đó chị, khi mà chị còn sống ở đây là chồng của chị còn không? Chồng của chị đã mất rồi, mất lâu rồi. À, rồi chị cũng như sống cùng các con, rồi sau đó như thế nào mà lại đi quyết định đi tới một cái nơi rất là xa? Trong hoàn cảnh của thím khó khăn quá. Ừ. Muốn kiếm tiền để làm án, bây giờ đi Trung Quốc thì có chồng mới thì bây giờ bên kia cũng công chuyện, thì bây giờ bên kia thất nghiệp. Ừ. Lúc trước đó, chưa có con thì dạ, vô làm kim dài trăm triệu, kim dài chục triệu, dạ, rồi chục triệu tháng, bây giờ thì thất nghiệp rồi tháng gửi được chịu gửi cho ba đứa này ăn, còn thiếu thốn nhiều lắm. Dạ. Ở đây thì em muốn hỏi anh là nó có quen biết ai mà chị mới được đi tới đó? Người ta giới thiệu. Giới thiệu. Lúc đó có tốn tiền đi khi mà đi tới Trung Quốc? Có tốn tiền. Mình đi là tiền xe, chừng nào mình lên kia rồi người ta gã rồi đưa tiền cho người ta lại. Mình có cần phải xuất tiền túi của mình không? Thì bên kia mình ta gả cho người ta rồi mình có tiền trả người ta là như là tiếp lên gọi điện lại là 30 triệu đó, rồi trả tiền xe mình lên đó. Ồ, là trả cái phần có chồng bên gia đình là phải trả người ta. Ồ. Nhưng mà cái cuộc sống của chị thì nói như thế nào, biết có liên hệ với anh không? Có thằng Tiêu nó có điện thoại liên hệ với mẹ. Ừ. Từng ngày đó. Dạ, nhưng mà chị bây giờ chị đi qua đó cũng như là có gia đình và cũng có con rồi ha. Có nhưng mà con. Có nghe là
chị có về Việt Nam được không hay là như thế nào? Tin muốn về mà hồi lúc trước á, cỡ tháng trước là tiền chi phí tiền xe về là mắc quá không có tiền về. Dạ. Nhưng mà nếu mình về là có bên gia đình bệnh có cho mình về không? Có. Mà bên gia đình bệnh cũng gặp người khó khăn như là nông dân bình thường hết. Dạ. Làm gãy, làm ruộng như dòng, nông dân mình ở như bên mình. Dạ, rồi thêm nữa cũng như các con của chị ở nhà vậy đó, có được đi học hành này kia gì không? Bây giờ nó nhỏ, thằng Tiêu đó, nó học được lớp 9, nó nghỉ rồi. Dạ. Thấy hoàn cảnh khó khăn quá rồi. Em gái rồi, nhỏ Út nữa là bây giờ đang học. Dạ. Đang học rồi, lúc Covid. Mùa Covid á, dạ. Nó nghỉ được mấy tháng, bây giờ còn đang học. Ừ. Tính năm nay nó nói là nghỉ học rồi. Dạ. Không có tiền chi phí cho nó đi học. Dạ. Tính ra thì cái nhà của mình ở đây thì các bé sống từ đó tới giờ ở đây lâu chưa? Sống ở đây với bà nội lâu rồi. À. Hồi lúc bà nội còn á, nó sống bà nội, bà ngoại. À. Sống lâu rồi. À. Bà nội tám mấy, tám tám bốn tuổi bà mất. À, là mất lâu chưa ha? Hai năm rồi. Dạ. Gần hai năm rồi. Dạ. Gần hai năm. Thì bây giờ cũng như là bà nội cũng mất, là những người thân bây giờ là còn ai nhiều không, những người thân của các bé? Bây giờ còn có thêm bảy nhà gần đây nhưng mà không được về mấy, tốt về mấy. Dạ. Nói chung có em là anh đó. Dạ. Anh bà con thôi. Dạ. Nhưng mà có chuyện gì anh chạy xe lại coi nó. Dạ. Rồi bên kia mua gạo gì, đồ ăn gì nhan lại dùng mua cho nó thôi. Dạ. Thuốc men gì. Dạ. Nói chung cũng nhờ anh, là nói chung chỉ hiện tại là chỉ có anh là có thể là lo giúp đỡ cho em, giúp đỡ mua đồ đạc kia nọ rồi chạy qua lại chơi thăm nó. Dạ. Còn nói chung bà con thì cũng không có còn ai ha. Dạ, không có còn ai. Dạ. Rồi cha của các bé là cũng như là mất lâu rồi. Dạ, mất lâu rồi. Em có nghe chia sẻ nãy là bé Tiêu cũng có chia sẻ như là một cùng mẹ khác cha hả? Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Dạ, đúng rồi. Cùng mẹ khác cha. Cha của Tiêu là cũng mất. Mất luôn. Cha của hai bé nhỏ kia. Cha hai bé nhỏ kia là có lập gia đình khác ở Lê Hòa, chùa Phnom Penh á. Cũng như là có gia đình mới. Dạ, cho nên là bỏ các bé. Và có bao giờ đến đây thăm hai bé nhỏ? Dạ, không, không có. Bây giờ có gia đình không, bao giờ lại thăm con hai đứa này. À, bây giờ là chỉ còn để cho Tiêu là người chăm sóc, với lại mẹ ở bên Đài Loan cũng hay gửi tiền về lo. Em cũng xin cảm ơn anh thì là gặp là người cha trước, rồi các bé sau này cũng là cha sao thôi, nhưng mà các em vẫn thương yêu và đùm bọc lẫn nhau sống trong cái căn nhà ở đây. Tôi cũng chỉ thấy chú gắng các bác để cho chị tiếng không, rồi hàng ngày như vậy đó thì như vậy con cũng gì không ngập khúc sau rồi do người ta xây rồi không có đường thoát nước là... người ta xây cái mà ngập có chút thôi, không có ngập trên nhà, ngập khúc sau. Rồi ở nhà con ở đây có bị dột không? Có, mưa gió lớn thì nó tạt vô. Ừ. Và phía kia lỗ nó thủng luôn, lên sửa không được. À, rồi hôm nay là các em con không có đi làm, đi học hả? Dạ. Thứ bảy. Thứ bảy được nghỉ. Dạ. Rồi thông thường đi học là tự đi học hay là sao? Tự đi bộ hay là? Nó đạp xe đạp, còn em chở nhỏ đi học. À, bé đây lớp mấy rồi? Lớp 2. À, tên hỏi tên gì chú quên rồi ta? Con nói coi. Con tên gì nói cho cô chú chị nghe. Nó ít nói chuyện. Con nói đi, bé tên gì? Sơn Huy. Ở đây Huy, con chú chị bé học lớp mấy? Lớp 2. À, đây Sơn Huy học lớp 2 thì Tiêu thì cũng như là hay chở bé đi học hàng ngày, còn bé ở đây thì 11 tuổi. Hồi nãy con nói tên gì ta? Dạ, con tên Trần. Trần ha, con là học lớp mấy? Dạ, lớp 5. Ừ, là hàng ngày con tự đạp xe được. Ừ. À, cô chú anh chị thấy rất là tội nghiệp.
Các bé ở nhà thì mẹ cũng như có gia đình đó, thì sang Đài Loan ở đó rồi để lại ba đứa con sống đùm bọc lẫn nhau. Rồi hàng ngày cơm nước này kia là ai nấu để mà cho các em? Đồ ăn thì mình làm mà không nhiều đâu, kho gì, chiên gì, còn em này nấu cơm. À, bé biết nấu cơm nữa ha. Rồi con thì nấu đồ ăn. Wow, rất là giỏi cô chú anh chị. Có cô chị đi qua thì anh chị á, nãy cho đồ ăn thì em đem qua ăn, phải qua làm. À, có khi là anh chị cũng như cho đồ ăn của mình, thì mình đem về mình cũng ăn. Rồi tối con ngủ ở đâu? Ngủ giờ này một mình con hả? Rồi hai em ngủ giờ. À, rồi ba anh em ngủ thì tối có sợ không? Dạ, không mấy. Lớn. Hiện tại con có nhớ mẹ không? À, cũng chứ cũng nhớ. Nhà biết nói chuyện mỗi ngày cũng đỡ. Tính ra cũng đỡ mấy năm rồi mẹ đi sang Trung Quốc. 5 năm rồi. Là 5 năm. Gần 5. Nói chung mẹ cũng gọi lại và cũng thường thường gửi tiền để mà giúp đỡ. Lo cho nhớ các em. Rồi, lúc đi là em còn học lớp 5 á. Năm sáu năm. À, bây giờ chúng con đi ra sau để chú quay ở trong nhà ha. Xin phép con đi ra sau đi. À, để cho cô chú anh chị xem cái chỗ. À, con ngồi ở đây đi, hai bé ngồi ở đây đi ha. Đây tính cho cô chú học. Hai bên vách của em cũng mưa tạt hết rồi, dây leo lại đầy hết luôn quý vị. Đó, thấy đất cuột luôn quý vị à. Có xài bếp củi không? Bếp củi thời gian đi lượm củi. Không có đi thời gian đi lượm củi. Có cây thì em đi kiếm cá. Rồi ở đây cái chảo ở đây là con hay chiên đồ đó hả? Dạ. Chảo này cũng tới quá trời rồi. Rồi ở đây xài bếp. Rồi 2-3 ngày sau nó cạn từ từ. Ừ. Ở sau này có sông có gì không? Ở kia ta xong nhà ra bích rồi. Thấy đề đồ cũng bề bộn quá, con không dọn dẹp cho nó gọn. Ở đây chén bát này kia của mình đó ha. Ở đây tới hai nồi cơm lần nó bị hư cái vậy. Dạ. Hư 3-4 cái luôn. Rồi sao hư không bỏ đi à? Lâu bán rồi. Hư không bán cho chai đi. Chứ nó dọn bát. Cũng như em không có thời gian mà dọn dẹp nữa, có hai đứa em nhỏ nữa. Rồi cũng như cha thì cũng đã mất từ sớm, cô chú anh chị, rồi mẹ thì bây giờ đó, em vừa làm cha làm mẹ lo cho hai em, rồi cũng như từ lúc mà ở nhà nuôi hai em vậy đó, con có cảm thấy mệt lắm không? Dạ, cũng có khi suy nghĩ mà mình thương em á, cũng cố. Rồi nói chung đi làm đó là làm hồ thường là trả được ngày như tiền. Dạ, nói chung là chỉ là 250 ngàn. Là đi làm thì có tiền, không đi thì không có. Dạ. Rồi giống như là trước kia em có mập như vậy không? Có. Tại vì hồi nãy có nghe hỏi người anh của em có nói là trước em có đi mò ốc này kia được, nhưng mà giờ tại vì mập quá cho nên không có đi. Dạ, nếu mà xình không lên á, xình lên mà xình ít thì em lội được. Xình nhiều quá thì người ta đi dịch tuần này, còn em vô là khúc hết nửa mình luôn. Ờ, bởi vì mới đi không nổi. Dạ. Rồi giống như em trước khi em đi đó, em kiếm ốc kiếm thêm nó được ngày cỡ nhiêu tiền? Cỡ 50-60 ngàn. Sao ít dữ vậy? Được 50-60 ngàn máy. Đâu biết làm đâu, bắt lại mò à, cho nên là mới nghỉ mới đi làm hồ. Dạ. Có bắt không thịt phục với người ta. Người căn nhà này là từ đó là cha mẹ, hồi đó là bà ngoại hay bà nội? Bà ngoại. Bà ngoại còn sống là
lo cho các em, nhưng mà bà ngoại mất đã lâu chưa? Đã cũng lâu rồi, gần năm mấy? Gần năm, gần năm. À, mới mất gần có một năm nay thôi. À, hồi lúc bà ngoại còn sống là chắc có lẽ là có thể lo cơm nước này kia cho các em hả? Dạ. Cho nên từ khi bà ngoại mất đi là mọi tất cả gánh nặng này kia là em đều lo hết. À, em gái là biết tự nấu đồ ăn ra luôn hả? Đồ ăn thì chính nhà anh chị cho thì em chạy qua. Ừ. Tới giờ em chạy qua lấy rồi về. À, rồi đồ đẹp chặt vũ này kia thì các bé có tự giặt được? Có nhỏ gái giặt được, cũng giúp em giặt, em cũng giúp giặt. Ừ. Thôi bây giờ cũng đi ngủi rồi. Rồi ở đây thì con hàng ngày đó là con đi học và con tự đạp xe hả? Rồi về nhà cơm nước này kia là ai nấu cho con ăn? Con tự làm luôn. Giỏi quá trời vậy. Rồi ở đây thì chú thấy là cũng như cái góc học tập của mình có không? Cái chỗ mình học tập á. Mình học ở đâu thường? Các bạn đây. À đây. Đây là cái cuốn tập sách của con đó ha. À. À, kế bên cũng không quá thương mấy đứa nhỏ quý vị, thì cặp một bên vách của em luôn, thì thấy anh em mình lại quay phim thì mở nhạc gầm gầm luôn, không cho quay phim quý vị, thấy tội nghiệp luôn. Đã ba đứa nhỏ mồ côi cha mẹ như vậy rồi, không có ông nội bà nội gì hết trơn, ông ngoại bà ngoại gì cũng bắt nhạc cho không cho anh em mình ghi hình đó quý vị. Đó thì anh em mình kêu em ra chỗ bãi biển để phỏng vấn, để không có cho nghe tiếng nhạc ồn ào quá vậy đó. Dạ kính thưa quý cô chú anh chị, thì chung cũng như qua nhà của em Tiêu quay đó, thì hàng xóm cái nhà cũng như mở nhạc khá là to, cũng như thấy chung xuống quay và hoàn cảnh cũng như không có muốn để cho gia đình để giúp được giúp đỡ vậy đó, rất là tội nghiệp cho gia đình. Thì chính vì thế thì chung cũng kêu cô ở đây cũng như ra ngoài đây để mà trò chuyện nó sẽ âm thanh nó tốt hơn á cô chú anh chị. Tại bên đó hiện tại đang mở nhạc cho nên mở quay á, sợ bị ảnh hưởng đến bản quyền á, cho nên cũng không có quay được. Thì chung nãy quay được có một đoạn ngắn thôi, thì bây giờ cho em đi ra đây. Thì cũng hôm nay cũng có một người cô cũng như là hàng xóm gì đó cũng sống gần đây, thì cũng xin trò chuyện với cô một chút. Dạ cho con xin chào cô ha. À, cô tên gì cho cô chú anh chị biết cô ơi? Tên Hên. À cô Hên ha. Dạ. Thì cô là cũng như là như thế nào với gia đình của Tiêu ở đây hả cô? Dạ cô cũng như là người gần nhau, cũng như là hàng xóm vậy đó ha. Xóm. À thì cô có thể thấy cho cô chú anh chị biết được hoàn cảnh gia đình Tiêu như thế nào hả? Hồi đó con mẹ nó ở nhà, rồi nó không có cha, cha mất hồi nó còn mấy tháng à. Dạ. Rồi giờ mẹ nó có chồng sao. Dạ. Được hai đứa con nữa. Dạ. Rồi chồng bỏ. Dạ. Chồng đi ăn nhậu rồi đánh đập. Ồ. Rồi mẹ nó đi đi Trung Quốc á, để mà kiếm tiền nuôi con với nuôi má. Dạ. Cũng như hồi đó là ăn nhậu đánh đập, là đánh đập vợ hay là đánh đập con? Con cũng đánh, vợ cũng đánh. Trời ơi, đó là chồng sao đó ha. Chồng sao. À. Rồi cũng như sau này là có gia đình mới hay là như thế nào, hay là bỏ các bé hay là sao? Thì bỏ cho mẹ nuôi, đi kiếm tiền để nuôi mẹ nuôi con. Dạ. Giờ mẹ cũng mất luôn. Dạ. Có bao giờ cha của các bé có lại thăm các bé gia đình gì không? Không. Còn cha của bé có em Tiêu ở đây là đã mất lâu rồi hả cô? Mất lâu rồi, mất nó còn mấy tháng à, mất rồi. Hồi đó em Tiêu có từng gặp cha không? Cũng đâu có gặp kịp đâu hả? Đó là mới sanh mấy tháng là cha mất. Hồi đó là cha bị bệnh gì hay gì hả cô? Bị bệnh gì hả cô? Bệnh ấy nặng chứ. Cũng không có được rành á. Thì ở đây thì hôm nay cũng chung cũng đến đây tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, thì thấy được các bé hiện tại đó cũng như là khá là tội nghiệp. Ba mẹ thì cũng như ba thì có gia đình mới, mẹ thì đi sang Trung Quốc để mà
kiếm tiền về nuôi. À thì có nói chuyện thì ít khi. Không có nói chuyện hả? Dạ. À thì hồi nãy chú có qua có xin phép tắt nhạc chút để quay phim, gia đình cũng không cho là cái bên nhà có ghét gì với gia đình không? Không có. À cũng như cũng không có thích em hay sao? Dạ. Em có làm gì sai không? Biết đâu, ta ganh ghét gì. Nói chuyện với mẹ anh lát còn mở nhạc nữa. À, là em nói chuyện với mẹ em trên điện thoại đó ha. Dạ. Nghe em nói chuyện với mẹ là mở nhạc. Dạ. À, rồi hàng ngày cũng như em đi làm rồi hai các em nhỏ đi học á, rồi ở nhà vậy nhà cửa mình cũng không có được kín đáo, rồi có ai vậy phá trong nhà vậy không? Cũng có. Rồi mất gạo. Mất gạo hả? Dạ. Thất mất gì không mất, mất gạo hả? Mất gạo nhiều. Nhà mình có gì là giá trị nhất không? Có xa xa vậy. Trong 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 nhà. Trong nhà không có gì hết trơn, dạ. Chỉ có mất gạo thôi. Trời ơi, cô chú anh chị thấy đã nghèo khổ rồi còn mất gạo nữa đó. Rồi ở nhà em thì thường là gạo là được ai cho hay gì? Gạo có khi bác cho. Ừ. Anh cho. Ừ. Cũng khá nhiều. Ừ. Rồi đồ ăn thì cũng cô bác gần xa cũng hay giúp đỡ. Nhưng mà khi mà gia đình mà có đi học, bé đi học rồi con đi làm thì về là mất gạo. Dạ. Rồi đồ đạc. Dạ, cũng đỡ mất rồi. Giờ đỡ mất rồi ha. Dạ. Với nhà cửa, nhà có khóa cửa cẩn thận gì không? Có. Mà nhà khóa y không. Sao vậy? Dách lỗ đi ra đi vô bình thường. À cái dách của mình nó quá mục nó đây ha. Dạ. Dạ thì kính thưa cô chú anh chị, thì hôm nay Trung cũng đến đây quay hoàn cảnh thì cũng như gặp sự cố là cái bên nhà mở nhà thì cũng không có mở quay video cũng như không có tìm hiểu sâu hơn về vấn đề của gia đình. Thì hôm nay cũng đến đây thì cũng rất là hữu duyên gặp gia đình đó, thì cũng thấy các bé quá là tội nghiệp. Thì hôm nay anh đến đây cũng như ghi lại hoàn cảnh và cũng như có tìm hiểu đến gia đình. Thì anh cũng không có gì nhiều, cũng đến đây và cũng xin gửi tặng cho gia đình ít tiền ha, để mua đồ ăn cho các em để dùng ha. Dạ. Rồi nữa cũng như là cho các em đi học, đừng cho các bé nghỉ học ha, để dạ. Sau này còn có thể đi làm này kia lo lại cho gia đình. Ừ. Ở đây thì Trung cũng xin cảm ơn đến cô Phai Gia Nó Mỹ cũng như hay gửi đến Trung để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay Trung xin gửi đến gia đình là 1 triệu đồng, đây cho chú cho gửi con số tiền 1 triệu đồng. Dạ. Thì số tiền này cũng được Mạnh Thường Quân ở nước ngoài là cô Phai Gian thì gửi đến giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đó ha. Dạ. Thì con dùng số tiền để mua gạo, mua đồ ăn này lo cho các em ha. Dạ. Con cũng gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân giúp đỡ mình đi. Dạ, xin cảm ơn các cô chú đã giúp đỡ gia đình con. Ừ, rồi cũng như con cũng cố gắng đi. Bây giờ thì giống như hàng ngày con không có đi làm hồ nữa thì con... Thì nhà kế bên cũng thấy anh em mình lại ghi hình để giúp đỡ ba bé thì cũng mở nhạc ra ầm ầm luôn, không có cho mình quay phim đâu quý vị. Thì mình cũng kêu em và người hàng xóm ra tại bãi biển này để ghi hình và hỏi cho rõ hơn, để sợ có bản nhạc bản quyền đó quý vị. Thì một lần nữa Thắng Miền Tây cũng xin khép video tại đây. Chúc cả nhà một ngày mới an lành, vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống, luôn luôn cũng gặp nhiều may mắn trong công việc. Xin chào mọi người, chúc mọi người ngày mới thật vui vẻ nhé. Xin chào. Nhớ xe vlog Thắng Miền Tây, nhớ đăng ký và ủng hộ cho Thắng Miền Tây có động lực để làm video ra mắt quý vị hay hơn, tốt hơn. Xin chào mọi người.